Xin kính chào và cảm ơn các quý vị khán giả đã đến với bản tin sáng của Hành trình Tương lai thứ 6 ngày 22 tháng 9. Bản tin ngày hôm nay sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Trước tiên là phần điểm tin chính. Xác minh danh tính thanh niên chạy xe máy lấn làn đạp ngã người đi xe đạp. Điện thoại iPhone 15 cháy hàng, giá cao ngất ngưỡng. Cựu phó vụ trưởng Bộ Công Thương bị bắt vì nhận hối lộ. Giá xăng dầu đồng loạt tăng sốc, có loại gần 26.000 đồng trên một lít. Chuyển khoản từ 10 triệu đồng có thể phải xác thực sinh trắc học. Chủ tịch Quốc hội thừa nhận mục tiêu tăng trưởng năm 2023 hết sức khó khăn. Ai đã chống lưng cho 79 biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc? Cặp đôi bị bỏ tù 10 năm vì giấu di dân Việt trong sofa từ Pháp sang Anh. Nạn kích điện bắt run bán cho Trung Quốc đã lan đến Đắk Lắk. Trung Quốc lắp đặt trạm mặt đất ở Biển Đông để giám sát tàu thuyền. Tin thế giới. Trung Quốc tăng áp lực cây gậy và củ cà rốt lên Đài Loan. Sức khỏe tâm lý sinh viên Trung Quốc đáng lo ngại, 21% trầm cảm, 45% lo âu. Giám đốc FBI tin tặc Trung Quốc nhiều gấp 50 lần chuyên gia mạng Mỹ. Hàn Quốc chỉ trích Nga, Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc. Ba Lan ngừng cung cấp vũ khí, ví Ukraine như người đang chết đuối. Tổng thống Ukraine không phận Nga không được bảo vệ tốt như họ nghĩ. Tài khoản X của Donald Jr. bị xâm nhập, loan báo ông Trump đã qua đời. Ấn Độ yêu cầu công dân ở Canada thận trọng do căng thẳng gia tăng. Công ty của tỷ phú Elon Musk bắt đầu thử nghiệm cấy chip lên não người. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau khi VTC News đăng tải bài viết thanh niên chạy xe máy lấn làn đạp ngã người đi xe đạp gây phẫn nộ, nhiều bạn đọc gửi ý kiến về tòa soạn thể hiện sự bức xúc phẫn nộ, yêu cầu phải nghiêm trị kẻ vi phạm luật lệ giao thông lại còn có hành vi côn đồ. Theo đó, mới đây, mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn video dài gần 1 phút ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy màu trắng hiệu Honda SH mang biển kiểm soát 29Y753289 chạy lấn làn trên đường Nhật Chiêu, quận Tây Hồ, Hà Nội. Trong lúc lấn làn, xe máy va chạm với một chiếc xe đạp. Sau va chạm, người đi xe máy liền lái xe quay lại, đạp người đi xe đạp ngã sóng xoài xuống đường. Sau đó, tài xế xe máy tăng ga và bỏ chạy. Người đăng tải đoạn video cho biết, anh lướt TikTok thấy video này nên lưu về và đăng lại trên Facebook để lực lượng chức năng xử lý tài xế vi phạm. Liên quan đến vụ việc này, ông Đỗ Hồng Quảng, trưởng công an phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đang điều tra xác minh danh tính nam thanh niên chạy xe máy lấn làn, đạp ngã người đi xe đạp. Báo Pháp Luật dẫn báo cáo từ ngân hàng Goldman Sachs của Đức cho biết, căn cứ trên thời gian giao hàng, iPhone 15 Pro Max đang trở thành mẫu điện thoại bán chạy nhất hiện nay. Nhiều đơn hàng của dòng điện thoại này được Apple hẹn giao vào tháng 11 năm 2023. Ngay từ khi thông báo dòng iPhone, thì Apple cũng đã mở bán chính thức trên web tại Việt Nam với giá niêm yết rõ ràng vào ngày 29 tháng 9. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng bán lẻ Việt Nam đã đẩy dòng điện thoại iPhone 15 Pro Max lên đến 55 triệu đồng, cao hơn giá chính hãng 20 triệu đồng. Thực tế, đây là những đơn hàng cho những người mong muốn sở hữu sớm nhất trước khi iPhone mở bán chính thức tại Việt Nam. Đặc biệt hơn, dòng điện thoại 15 Plus màu hồng bán rất chạy tại Trung Quốc. Người tiêu dùng Trung Quốc đặt hàng mẫu điện thoại này phải chờ đến 2 tuần mới có thể nhận được hàng. Tuy nhiên, Goldman Sachs cũng nêu quan điểm rằng Apple có thể chơi chiêu trò sản xuất ít màu hồng để tạo ra tâm lý FOMO, một hội chứng sợ bỏ lỡ để có được chiếc iPhone yêu thích. Ngoài ra, nhu cầu cao cho iPhone 15 xuất phát từ việc những người mua trước đó 3 đến 5 năm đã đến lúc muốn lên đời dòng điện thoại mới nhất. Ngày 21 tháng 9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại công ty Bách Khoa Việt và các đơn vị có liên quan. Căn cứ kết quả điều tra, C03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Lộc An, sinh năm 1965, chuyên viên vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, cựu phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước, về tội nhận hối lộ. Bị can Trần Trác Việt Đức, sinh năm 1990, giám đốc công ty Bách Khoa Việt và Đỗ Thị Tuyết Nga, sinh năm 1979, kế toán trưởng công ty Bách Khoa Việt, cùng bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo báo VN Express, ông Nguyễn Lộc An là người từng tốn nhiều giấy mực của báo giới, nhất là những ồn ào xung quanh việc thời gian ông là phó giám đốc chi nhánh công ty vật tư nông nghiệp Hải Phòng đã có những hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh tế tài chính và bị kết án 3 năm tù giam vào tháng 2 năm 2003. Tuy nhiên, sau khi bản án có hiệu lực, ngày 13 tháng 6 năm 2006, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội lại ra quyết định miễn chấp hành hình phạt tù.
Từ đó, ông Nguyễn Lộc An kinh qua nhiều vị trí tại Bộ Công Thương, được bổ nhiệm làm trưởng phòng phòng tổng hợp vụ thị trường trong nước và sau đó được bổ nhiệm làm vụ phó vụ thị trường trong nước. Liên Bộ Tài chính Bộ Công Thương vừa điều chỉnh giá xăng dầu định kỳ ngày 21 tháng 9. Theo đó, giá mới áp dụng từ 16 giờ cùng ngày, chậm hơn 1 giờ đồng hồ so với thời gian định kỳ. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng hơn 726 đồng một lít, giá bán lẻ hơn 24.197 đồng một lít. Giá xăng RON 953 tăng hơn 877 đồng, tăng hơn 25.748 đồng một lít. Về các mặt hàng dầu, dầu diesel tăng hơn 539 đồng, giá bán lẻ hơn 23.594 đồng một lít. Dầu hỏa tăng hơn 628 đồng, giá bán lẻ hơn 23.816 đồng một lít. Dầu ma rút tăng 143 đồng, giá bán lẻ hơn 17.847 đồng một kg. Sau hàng loạt động thái giữ quỹ bình ổn giá xăng dầu, chiều ngày 21 tháng 9, quỹ bình ổn giá xăng dầu đã xả chi quỹ hơn 300 đồng một lít đối với xăng E5 RON 92, RON 95, dầu diesel và dầu hỏa, đối với dầu ma rút không chi quỹ. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 26 lần điều chỉnh, trong đó có 16 lần tăng, 6 lần giảm và 4 lần giữ nguyên. Báo VN Express dẫn lời ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán cho hay, các ngân hàng Việt Nam dự kiến sẽ áp dụng sinh trắc học khi chuyển khoản vượt mức tối thiểu, có thể từ 10 triệu đồng để bảo vệ tài khoản khách hàng trước nguy cơ lừa đảo trực tuyến gia tăng. Công nghệ sinh trắc học là cách thức nhận diện và xác minh cá nhân thông qua các đặc điểm sinh học như là dấu vân tay, mẫu mống mắt, giọng nói và hình ảnh khuôn mặt. Công nghệ này được xem là hạn chế tối đa khả năng làm giả và có tính bảo mật cao nhất hiện nay. Theo Liên minh chống lừa đảo toàn cầu, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ lừa đảo qua mạng cao với 87.000 vụ lừa đảo được ghi nhận. Kênh lừa đảo chủ yếu qua tin nhắn chiếm 33%, tiếp theo là điện thoại 29%, email 22% và Internet 6%. Nhóm tuổi có nguy cơ bị lừa đảo cao nhất là nhóm từ 55 tuổi trở lên. Tại Việt Nam, các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bao gồm đối tượng lừa đảo giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án, gọi điện đe dọa khách hàng có liên quan đến vụ án, đường dây tội phạm. Bên cạnh đó, hình thức lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng số điện thoại diễn ra khá phổ biến thời gian qua. Kẻ gian mạo danh nhân viên nhà mạng đề nghị hỗ trợ chuyển SIM 3G thành 4G miễn phí hoặc thông báo khóa SIM vì chưa chuẩn hóa thuê bao. Theo báo VN Express, mới đây, phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023, ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhìn nhận kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 của Việt Nam chỉ đạt 3,72%, gần thấp nhất trong 12 năm trở lại đây, tạo áp lực rất lớn về tăng trưởng GDP cho hai quý còn lại của năm trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% đã đề ra cho năm nay. Cũng theo lời ông Huệ, nhiều động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2023 đang có dấu hiệu chậm lại, thậm chí suy giảm và đang chịu áp lực rất lớn từ bên ngoài. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa tiếp tục đà suy giảm, 8 tháng đầu năm giảm 10% so với cùng kỳ và là mạnh nhất trong cùng kỳ 12 năm trở lại đây. Thị trường trong nước chưa được thúc đẩy hiệu quả, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản còn khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc thu hút vốn FDI vẫn gặp nhiều thách thức trong dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có tính lan tỏa sâu rộng. Ngoài ra, theo người đứng đầu Quốc hội, tình trạng chậm triển khai cơ sở hạ tầng do chính phủ tài trợ đang góp phần khiến kinh tế của Việt Nam bị chậm lại. Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2023 là 6,5%. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, các tổ chức kinh tế quốc tế đã nhiều lần hạ mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống. Vào tháng 7, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã hạ mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023 từ 6,5% xuống còn 5,8%. Và từ 6,8% xuống còn 6,2% cho năm 2024. Từ trước đó, cũng trong tháng 7, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam từ mức 5,8% xuống còn 4,7% cho năm 2023. Liên quan đến việc chính quyền thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ngày 18 tháng 9 tiến hành cưỡng chế thêm 14 căn biệt thự, trong tổng số 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, báo Lao động cho biết, không chỉ biệt thự còn có 40 công trình cầu tàu, quầy bar, nhà du lịch một tầng xây dựng không phép lấn chiếm khu bảo tồn biển Phú Quốc. Ngoài ra, một tòa nhà 12 tầng xây dựng sai quy định cũng phải cưỡng chế tháo dỡ. Những công trình xây dựng trái phép trên là những tòa nhà to lớn, đồ sộ, nhưng tất cả đều được làm ngang nhiên, công khai. Nhiều công trình hoàn thành nghiêm chỉnh. Vậy thì ai đã chống lưng cho những công trình này mọc lên? Đang là câu hỏi được dư luận quan tâm. Đơn cử như tòa nhà được cấp phép 6 tầng nhưng lại xây vượt thêm 6 tầng thành 12 tầng. Lê Thanh Phong, tác giả của bài báo Ai bảo kê cho 79 biệt thự xây dựng trái phép, nhà vượt tầng ở Phú Quốc, được đăng trên tờ Lao động hôm 19 tháng 9 đã đánh giá.
tất cả những công trình này mọc lên được là do có sự bảo kê chống lưng, không có cách trả lời nào khác. Cho nên theo vị này, cần phải làm rõ từng giai đoạn, từng thời điểm công trình sai phạm thuộc về trách nhiệm của cá nhân nào và xử lý thẳng tay. Không chỉ là trách nhiệm của lãnh đạo thành phố Phú Quốc mà cả lãnh đạo của tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, sau khi lan tràn ở các tỉnh phía Bắc, nạn bắt run đất bán cho các thương lái Trung Quốc làm thuốc đông y bây giờ đã lan rộng đến Tây Nguyên. Mới đây, công an xã Eakpam, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản tịch thu bộ kích điện của một nhóm người dùng để bắt run đất trên địa bàn. Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 16 tháng 9, người dân trên địa bàn xã Eakpam phát hiện 3 người đang dùng kích điện để bắt run ở một vườn cao su nên đã báo công an. Khi xuống hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản nhóm người nêu trên, đồng thời tịch thu 5kg run đất, một bộ kích điện, đồng thời chuyển hồ sơ đến công an huyện Cư Mờ Ga để xử lý. Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND huyện Cư Mờ Ga có văn bản gửi các xã, thị trấn trên địa bàn về việc phòng ngừa sử dụng máy kích điện để bắt run. Vị này yêu cầu lực lượng chức năng địa phương rà soát các cơ sở thu mua sấy run đất và các hoạt động liên quan để có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Việc bắt run bằng kích điện được các chuyên gia cảnh báo là sẽ hủy diệt các vi sinh vật có lợi trong đất, phá vỡ sự đa dạng sinh học, làm giảm chất lượng đất canh tác, giảm độ phì nhiêu của đất, ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Báo Thanh Niên đưa tin, mới đây, hai bị cáo tên lần lượt là Junior Torsen, 25 tuổi và Andren Paul, 28 tuổi, đã bị Tòa án Anh tuyên mức án cộng gộp là gần 10 năm tù sau khi nhận tội trợ giúp nhập cảnh phi pháp vào nước này. Torsen và Paul đóng vai trò tài xế vận chuyển di dân nhập cư lậu và sử dụng đồ nội thất để cất giấu một phụ nữ và 3 trẻ em người Việt ở đằng sau một chiếc xe tải thuê. Hai người đã lái xe từ cảng Dieppe ở bờ bắc nước Pháp đến cảng New Haven của Anh vào rạng sáng ngày 2 tháng 4 năm nay. Lực lượng biên phòng Anh bắt đầu hoài nghi trong quá trình lục soát xe tải và phát hiện chuyển động bên dưới các ghế sofa. Lúc đó các ghế sofa nằm bên dưới một tấm thảm và những đồ nội thất khác. Các hình ảnh chụp lại hiện trường cho thấy hai trẻ em người Việt bị nhét bên trong ghế và không có phương tiện thoát ra ngoài, trừ phi có sự trợ giúp. Những người còn lại bị giấu bên trong những đồ nội thất khác, bao gồm tủ có ngăn kéo. Một di dân được tìm thấy trong tình trạng bị đè bên dưới một chiếc ghế đi văng. Tại phiên tòa, bị cáo Torsen lãnh mức án 4 năm 6 tháng tù, còn bị cáo Paul lãnh mức án 5 năm 5 tháng tù. Truyền thông quốc tế đưa tin, Trung Quốc vừa lắp đặt các trạm mặt đất cho hệ thống vệ tinh Beidou của mình trên hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông nhằm giám sát các tàu và hỗ trợ hướng dẫn điều hướng đáng tin cậy. Các trạm mặt đất này còn được gọi là ngọn hải đăng, được đặt trên đá Bắc và đá Đông Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Báo cáo của CCTV trích dẫn từ Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết các trạm mặt đất đã bắt đầu hoạt động vào thứ Sáu để giải quyết vấn đề điểm mù trên tàu AIS của nước này ở vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa. Báo cáo cho biết chúng sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh mẽ để giám sát các tàu thuyền trong khu vực, bảo vệ sinh thái các đảo và rạn san hô tại vùng biển Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền. Đồng thời cung cấp hướng dẫn điều hướng an toàn và đáng tin cậy hơn cho các tàu thuyền ở Biển Đông. Hệ thống vệ tinh dẫn đường Beidou là một vệ tinh dẫn đường được Trung Quốc sản xuất để cạnh tranh với hệ thống định vị toàn cầu GPS do Hoa Kỳ sở hữu. Được khởi xướng vào những năm 1990, hệ thống vệ tinh bắt đầu hoạt động vào năm 2000. Sau đó vào năm 2012, hệ thống định vị đã được đưa vào hoạt động trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương và vào tháng 11 năm 2020, nó đã được đưa vào phục vụ toàn cầu. Giống như GPS, hệ thống vệ tinh dẫn đường Beidou không yêu cầu trạm mặt đất để cung cấp dịch vụ điều hướng hoặc định vị chung, nhưng một trạm mặt đất gần đó có thể cải thiện đáng kể độ chính xác, đặc biệt là cho mục đích quân sự. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc tăng áp lực cây gậy và củ cà rốt lên Đài Loan. Sức khỏe tâm lý sinh viên Trung Quốc đáng lo ngại, 21% trầm cảm, 45% lo âu. Giám đốc FBI tin tặc Trung Quốc nhiều gấp 50 lần chuyên gia mạng Mỹ. Hàn Quốc chỉ trích Nga, Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc. Ba Lan ngừng cung cấp vũ khí, ví Ukraine như người đang chết đuối. Tổng thống Ukraine không phận Nga không được bảo vệ tốt như họ nghĩ. Tài khoản X của Donald Jr. bị xâm nhập, loan báo ông Trump đã qua đời. Ấn Độ yêu cầu công dân ở Canada thận trọng do căng thẳng gia tăng. Công ty của tỷ phú Elon Musk bắt đầu thử nghiệm cấy chip lên não người. Sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông quốc tế đưa tin,
Trung Quốc đã phát động một loạt chiến dịch gây ảnh hưởng chống lại Đài Loan vào tuần trước, trong đó Bắc Kinh vừa công bố kế hoạch thúc đẩy phát triển hội nhập xuyên eo biển Đài Loan, vừa tiến hành các cuộc xâm nhập quân sự quy mô lớn gần hòn đảo này. Hiện cách tiếp cận theo kiểu cây gậy và củ cà rốt này của Bắc Kinh đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ người dân Đài Loan. Cụ thể, nhiều người coi kế hoạch củ cà rốt vốn hứa hẹn tăng khả năng tiếp cận Trung Quốc cho các nhà đầu tư Đài Loan và khuyến khích người dân Đài Loan học tập sinh sống ở tỉnh Phúc Kiến phía đông nam Trung Quốc là một thủ đoạn cũ, thiếu thực chất. Nhưng nếu kế hoạch này được chấp thuận, Bắc Kinh sẽ xây dựng cầu nối giữa các thành phố của Trung Quốc và các đảo của Đài Loan. Hiện nhiều người nhận định có vẻ chính phủ Trung Quốc đang cố gắng đạt được sự thống nhất hòa bình với Đài Loan bằng cách đưa ra nhiều lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, đáp lại đề xuất của Bắc Kinh, phía Đài Loan vừa cho biết các đề nghị này của Trung Quốc chỉ đơn giản là mơ tưởng. Đồng thời, trong khi cố gắng quảng bá câu chuyện về hội nhập xuyên eo biển thông qua các biện pháp được đề xuất ở Phúc Kiến, Bắc Kinh cũng đang tiến hành một số cuộc tập trận quy mô lớn xung quanh Đài Loan trong những ngày gần đây. Đáng chú ý nhất là vào ngày 18 tháng 9, 103 máy bay quân sự Trung Quốc đã hoạt động gần Đài Loan. Đây được cho là chiến lược cây gậy của Trung Quốc nhằm áp đảo Đài Loan. Về vấn đề này, bà Rory Daniels, giám đốc điều hành chính sách xã hội châu Á, nhận định Trung Quốc muốn đưa ra cảnh báo thông qua các cuộc tập trận rằng bất kỳ động thái hướng tới độc lập nào cũng sẽ không được chấp nhận. Hiện chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan. Giới chức Đài Bắc nhận định Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai các chiến dịch gây ảnh hưởng khác chống lại hòn đảo này. Tờ The Epoch Times đưa tin, gần đây vấn đề sức khỏe tâm lý của sinh viên Trung Quốc đã thu hút sự chú ý trên Internet. Theo dữ liệu nghiên cứu mới nhất do nhà chức trách công bố, sau khi khảo sát tình trạng sức khỏe tâm thần của gần 80.000 sinh viên đại học, kết quả cho thấy 21,48% sinh viên Trung Quốc bị trầm cảm và 45,28%, tức là gần một nửa số sinh viên ở trong trạng thái lo âu. Đồng thời, một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Frontiers of Psychology đã khảo sát tổng cộng khoảng 100.000 sinh viên tại 23 trường đại học trên toàn Trung Quốc cũng nhận thấy tỷ lệ rối loạn tâm lý trung bình của họ là 22,8%. Truyền thông Trung Quốc cho biết, các sinh viên đại học này bị căng thẳng tâm lý ở nhiều mức độ khác nhau, trong đó có áp lực học tập và công việc sau khi ra trường, thêm vào đó là những áp lực mơ hồ khác. Hiện các dữ liệu trên đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng Trung Quốc. Có người bình luận, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc đang ở mức cao chưa từng có. 3 năm vừa qua là những năm tháng sinh viên đầy chán nản. Học tập đã căng thẳng, nhưng bước ra xã hội còn đối mặt với áp lực lớn hơn. Vì vậy, có thể thấy tỷ lệ mắc bệnh này trong xã hội sẽ còn cao hơn nữa. Theo hãng tin Reuters, trong cuộc họp mới đây, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Wray cho biết, chương trình tấn công mạng của Trung Quốc lớn đến mức vượt xa Mỹ và tất cả các đối thủ khác cộng lại. Cụ thể, ông Wray nói, để quý vị biết chúng tôi đang chống lại điều gì nếu mỗi đặc vụ mạng của FBI và các nhà phân tích tình báo chỉ tập trung vào mối đe dọa từ Trung Quốc, thì số lượng tin tặc Trung Quốc vẫn nhiều hơn gấp 50 lần chuyên gia mạng Mỹ, tỷ lệ là 50:1. Trước đó, theo ghi nhận, các quan chức Mỹ cũng từng nhiều lần cảnh báo về tin tặc Trung Quốc trong nhiều năm. Nhưng bình luận của ông Ray hiện vẫn gây sốc. Được biết bình luận của ông Ray được đưa ra sau một loạt vụ tấn công mạng nổi tiếng ở Mỹ, được cho là Trung Quốc thực hiện, gồm cả vụ đánh cắp hàng trăm ngàn email từ các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ gần đây. Hiện ông Ray gọi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Ông thống kê rằng mỗi tuần FBI phải chặn tới 15 triệu cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng của Mỹ, phần lớn trong số đó đến từ Trung Quốc. Hãng AP News đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol mới đây tuyên bố nếu Nga giúp Triều Tiên tăng cường các chương trình vũ khí để đổi lấy sự hỗ trợ trong cuộc xung đột ở Ukraine, thì đó sẽ là hành động khiêu khích trực tiếp với Seoul. Cụ thể, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Tổng thống Yoon cho biết kịch bản như vậy sẽ đe dọa hòa bình và an ninh không chỉ của Ukraine mà còn của Hàn Quốc. Ông Yoon nhấn mạnh, Hàn Quốc cùng với các đồng minh và đối tác của mình sẽ không để yên nếu Nga giúp Triều Tiên trong vấn đề này. Hiện Hàn Quốc đã triệu tập đại sứ Nga để thúc giục Moscow từ bỏ bất kỳ thỏa thuận vũ khí tiềm năng nào với Triều Tiên. Được biết, ông Yoon đưa ra những bình luận trên ngay khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa trở về Bình Nhưỡng sau chuyến đi kéo dài một tuần đến Nga. Trong cuộc gặp ở Nga, ông Kim và Tổng thống Nga Putin đã cam kết tăng cường hợp tác quân sự nhưng không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào. Tuy nhiên, cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Nga muốn mở rộng quan hệ với Triều Tiên trên mọi lĩnh vực có thể. Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki vừa cho biết Ba Lan sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine vì đang cần tự trang bị vũ khí cho mình. Cụ thể, ông Morawiecki cho biết, chúng tôi không còn chuyển giao bất kỳ loại khí tài nào cho Ukraine nữa vì chúng tôi đang phải tự trang bị cho mình những loại vũ khí hiện đại nhất.
bởi chúng tôi muốn tự vệ và đó là lý do chúng tôi tăng số đơn đặt hàng. Được biết trước đó, chính quyền Ba Lan từng nhiều lần nhấn mạnh nước này đứng thứ 3 thế giới về hỗ trợ quân sự cho Ukraine sau Mỹ và Anh. Vào cuối tháng 7, có thông tin còn cho rằng Warsaw đã hỗ trợ quân sự cho lực lượng vũ trang Kiev trị giá 3 tỷ euro. Tuy nhiên gần đây, quan hệ Ba Lan-Ukraine đang trở nên phức tạp hơn do lệnh cấm của Warsaw đối với nguồn cung ngũ cốc từ Kiev. Đáng chú ý, hiện khi được hỏi về quan hệ với Ukraine, đặc biệt là sau khi Kiev đã kiện Ba Lan cùng hai nước khác lên Tổ chức Thương mại Thế giới về vụ cấm nhập khẩu ngũ cốc, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã ví Ukraine như người đang chết đuối. Ông Andrzej Duda nói, bất kể ai tham gia cứu người đang chết đuối cũng biết anh ta cực kỳ nguy hiểm, rằng anh ta có thể lôi bạn cùng chìm sâu xuống. Tất nhiên, chúng ta phải hành động để bảo vệ mình khỏi bị người đang chết đuối làm hại. Đồng thời, Tổng thống Ba Lan cũng tuyên bố, sẽ tốt hơn nếu Ukraine nhớ được rằng họ đang nhận sự trợ giúp từ chúng tôi. Sau đó, cuộc gặp mặt dự kiến giữa ông Andrzej Duda và Tổng thống Ukraine nhân dịp họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bị hủy bỏ. Được biết, việc ngũ cốc giá rẻ của Ukraine ồ ạt đổ vào các nước thuộc Liên minh châu Âu đã khiến nguồn cung lương thực dư thừa, ảnh hưởng trực tiếp đến nông dân bản địa của các nước EU. Vậy nên hiện nay, trong khi Ukraine muốn các nước khác hỗ trợ xuất khẩu ngũ cốc, thì nhiều nước gồm Ba Lan đã từ chối chấp nhận yêu cầu này, dẫn đến mâu thuẫn như hiện nay. Tại một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên đất Nga cho thấy bầu trời của Nga không được bảo vệ tốt như họ nghĩ. Được biết, thời gian gần đây, máy bay không người lái đã tiêu diệt các máy bay chiến đấu của Nga tại các sân bay cách khu vực giao tranh ở Ukraine hàng trăm dặm, đồng thời cũng nhắm mục tiêu vào Moscow, khiến các sân bay trong khu vực của Nga phải đóng cửa. Hiện khi được hỏi về thông điệp mà các cuộc tấn công máy bay không người lái đang gửi đi, Tổng thống Ukraine nói, Nga cần biết rằng dù ở đâu, bất cứ nơi nào họ sử dụng để phóng tên lửa tấn công Ukraine, Ukraine có mọi quyền về mặt đạo đức để gửi phản ứng tới những nơi đó. Ông cũng nói thêm, chúng tôi đang đáp lại họ rằng bầu trời của bạn không an toàn như bạn nghĩ. Đáng chú ý, hồi đầu tháng này, một quan chức an ninh hàng đầu của Ukraine cho biết Kiev đang phát triển tên lửa của riêng mình có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 930 dặm trong lãnh thổ Nga. Trang NBC News đưa tin trên mạng xã hội X, tài khoản của ông Donald Trump Jr., con của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, dường như đã bị xâm nhập trái phép và đăng bài loan báo thông tin cựu Tổng thống Donald Trump qua đời. Cụ thể, bài đăng này viết, tôi đau buồn loan báo rằng cha tôi, ông Donald Trump đã qua đời. Tôi sẽ tranh cử Tổng thống năm 2024. Hiện bài đăng này đã bị xóa sau gần một giờ xuất hiện. Sau đó, tự cựu Tổng thống Donald Trump dường như đã phát hiện sự việc và đăng một loạt thông điệp không liên quan trên mạng xã hội Truth Social bắt đầu lúc 8 giờ 46 phút sáng, khoảng 20 phút sau khi có thông tin giả nói ông đã qua đời. Đồng thời, ông Eric Trump, con trai thứ hai của cựu Tổng thống Trump cũng viết trên X trêu đùa rằng mật khẩu tài khoản X của Donald Trump Jr. là gì? Chắc là Don 2024. Hiện ông Andrew Surabian, người phát ngôn của cựu Tổng thống Trump tuyên bố rằng tài khoản của con trai ông Trump đã bị tin tặc tấn công và đính kèm đường liên kết tới đoạn tweet hiện đã bị xóa. NBC News cho biết họ đã liên lạc với mạng xã hội X để yêu cầu bình luận về sự việc nêu trên, nhưng hiện chưa nhận được phản hồi. Truyền thông Mỹ đưa tin Ấn Độ vừa kêu gọi công dân của họ ở Canada, đặc biệt là sinh viên, phải hết sức thận trọng khi mối quan hệ song phương giữa hai nước xấu đi liên quan đến vụ sát hại một thủ lĩnh ly khai người Sikh tên Hardeep Singh Nijjar. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo, do môi trường an ninh càng ngày càng xấu đi ở Canada, các sinh viên Ấn Độ nên hết sức thận trọng và duy trì cảnh giác. Trước đó, theo ghi nhận, căng thẳng giữa Ấn Độ và Canada đã gia tăng kể từ khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết nước này đang điều tra những cáo buộc đáng tin về sự liên quan của Ấn Độ trong vụ sát hại công dân Canada. Được biết, ông Nijjar là nhà hoạt động bị Ấn Độ cáo buộc là khủng bố vì ủng hộ thành lập nhà nước độc lập cho người sinh ở Ấn Độ. Đáng chú ý, truyền thông Canada cho biết sau khi Nijjar thiệt mạng, hàng trăm người đã biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Ấn Độ ở Vancouver cáo buộc có bàn tay nước ngoài tham gia vào vụ sát hại ông. Hiện chính phủ Ấn Độ bác bỏ những nghi ngờ của Canada rằng các đặc vụ Ấn Độ đứng sau việc này. Trong khi đó, Canada gần đây cũng duy trì cảnh báo an ninh đối với Ấn Độ, kêu gọi công dân thận trọng cao độ khi đi du lịch tới quốc gia Nam Á này. Thưa quý vị, Neuralink, công ty do tỷ phú Elon Musk sáng lập vừa bắt đầu quá trình thử nghiệm cấy chip lên não người. Cụ thể, Neuralink hiện đang đăng tuyển các tình nguyện viên để chuẩn bị cho việc cấy chip não.
Trước đó ngày 19 tháng 9, Neuralink cho biết công ty đã vượt qua bài kiểm tra từ một hội đồng đánh giá độc lập gồm các chuyên gia và bác sĩ đầu ngành về thần kinh tại Mỹ, qua đó được phép thử nghiệm cấy chip lên não các bệnh nhân bị bại liệt. Hiện những người bị liệt cho do chấn thương tủy sống cổ hoặc bệnh xơ cứng teo cơ một bên đủ điều kiện đăng ký thử nghiệm cấy chip não. Neuralink hiện chưa tiết lộ số người đã đăng ký. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ một số nhân viên và cựu nhân viên, công ty này có thể nhận khoảng 10 bệnh nhân. Dự kiến quá trình thử nghiệm cấy chip não lên bệnh nhân bị liệt sẽ mất khoảng 6 năm. Mục tiêu ban đầu là hỗ trợ bệnh nhân có thể tự di chuyển con trỏ chuột hoặc nhập chữ vào máy tính chỉ bằng suy nghĩ. Được biết, tỷ phú Musk thành lập Neuralink từ năm 2016. Ông kỳ vọng phát triển thành công giao diện não máy tính để cho phép con người hợp nhất với AI trong tương lai. Trước đó vào tháng 12 năm 2022, tỷ phú Musk cho biết ông sẽ cấy chip vào cơ thể mình khi công nghệ này sẵn sàng áp dụng cho con người. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần bản tin của Hành Trình Tương Lai ngày hôm nay và mời quý vị đến với phần nhân sinh cảm ngộ. Kính thưa quý vị khán giả, chuyên mục nhân sinh cảm ngộ của Hành Trình Tương Lai ngày hôm nay muốn truyền đến cho quý vị một thông điệp về văn hóa truyền thống, đó là người phụ nữ không nên quá ăn giật. Ngày nay, nhiều phụ nữ trẻ hy vọng tương lai mình sẽ được gả vào một gia đình khá giả để được thụ hưởng một cuộc sống nhàn hạ. Tuy nhiên, truy cầu ăn giật quá mức lại không phải là chuyện tốt. Người phụ nữ ăn giật có nghĩa là gì? Cụm từ ăn giật thường được sử dụng nhiều trong kinh điển Phật giáo từ các bản dịch chữ Hán. Chữ an với ý nghĩa là an yên, an toàn, ổn định. Nhưng chữ an đi với chữ giật thì lại biểu thị trạng thái và tâm tính không được tốt lành với ý nghĩa ẩn giật, nhàn rỗi, buông thả. Chữ giật ở trong chữ phóng giật, dễ dẫn đến những chuyện lầm lỗi. Trong Liệt Nữ Truyện có mẩu truyện tên là Khinh Khương Dạy Con, nội dung như sau. Vào một ngày, Công Văn Bá từ nước Lỗ trở về nhà, nhìn thấy mẹ của mình đang dệt vải thì nói: "Gia đình nhà ta thế này mà mẹ còn phải dệt vải nữa hay sao? Mẹ cho rằng con không thể hầu hạ mẹ được hay sao?" Bà Kính Khương nghe con trai nói vậy thì ngừng dệt vải và quay ra dạy: "Con người lao động thì có suy tư thì thiện tâm sinh, còn như phóng dật thì ắt sẽ dâm, đã dâm thì sẽ quên điều thiện. Quên điều thiện thì ác tâm sẽ sinh. Trên từ thiên tử, chư hầu, tam công, cửu khanh, dưới cho đến lê dân bá tánh đều cần phải lao động. Hoặc là lao tâm, lao lực thì nền chính trị mới trong sáng, nhân dân an hòa, quốc gia thịnh vượng. Đây chính là nền tảng của việc trị quốc và an dân." Bà đã nêu ra chân lý rất mộc mạc: cần cù chăm chỉ thì đất nước mới hưng, phóng dật lười nhác thì nước sẽ bại. Làm người không nên quá ăn dật, đặc biệt là người nữ. Cho dù gia đình có điều kiện thì người phụ nữ cũng cần dưỡng thành nề nếp siêng năng. Tự bản thân có thể bài trí, dọn dẹp, chăm sóc tổ ấm là tốt nhất. Người phụ nữ tự mình dọn dẹp, vừa làm vừa học tập, tức là đã thực hành lời dạy của Thánh Hiền. Khi đó dục vọng sẽ không khởi, chế phục được các phiền não, dẹp bỏ những tập khí bất thiện. Người ta thường hay nói rằng nhàn cư vi bất thiện. Thông thường con người khi phải lo toan về đời sống kinh tế, họ đều nỗ lực lao động. Rất nhiều cặp vợ chồng trong quá trình cố gắng làm việc, chịu đựng vất vả thì có thể chung sống hạnh phúc. Nhưng sau đó khi có nhà cửa và tài sản dư giả thì nội bộ lại sinh ra cãi vã. Vì sao lại xuất hiện tình trạng này thưa quý vị? Bởi lúc này họ có quá nhiều thời gian nhàn rỗi, có dư sức lực để nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ, nói những lời không nên nói, khiến quan hệ vợ chồng trở nên bất hòa và rạn nứt. Vậy trong lúc này chúng ta cần phải làm gì? Nếu điều kiện gia đình khá giả, người phụ nữ có thể đọc sách nuôi dưỡng tâm thuần thiện, chăm sóc nhà cửa và để tâm vào việc giáo dục con cái, làm việc công ích trong thời gian rảnh một cách khéo léo. Nếu con cái đã trưởng thành, yên bề gia thất, thì người phụ nữ có thể làm thêm nhiều việc thiện tạo phúc cho người, cho mình. Chuẩn tắc làm người phụ nữ của người xưa không phải là không còn phù hợp với xã hội ngày nay. Bởi thời đại nào trong gia đình cũng cần những người phụ nữ biết tu thân, có tài có đức. Người đàn ông nào mà lại không mong muốn cưới được một người vợ vừa khiêm hạ, nhu thuận, đảm đang các việc mà lại an phận? Nếu có nhiều người phụ nữ giữ gìn đức hạnh như vậy thì thiên hạ ắt an ổn thái bình. Và quý vị thân mến, người ngày nay thường nói rằng người phụ nữ là phong thủy của gia đình, hay là nhà có hiền thê ít tai họa. Những câu nói đó vẫn hết sức đúng. Ở hiền ắt gặp lành, người phụ nữ siêng năng tu dưỡng, gieo trồng hạt giống hạnh phúc, ắt gặt được quả ngọt là phước báo thiện lành cho cả gia đình và dòng họ. Những người vợ, người mẹ tu luyện theo chân thiện nhẫn sẽ giúp quý vị luôn hướng đến một trạng thái tâm tính cao nhất, bảo trì tâm thái hòa ái và duy trì từ bi cũng như thiện niệm trong tâm. Không chỉ nâng cao tâm tính, chúng ta còn được hưởng lợi ích từ một sức khỏe tốt, nhiều năm bài công pháp đơn giản, dễ tập, phù hợp với mọi lứa tuổi.
Một tâm tính tốt và một thân thể nhẹ nhàng sẽ mang đến một nguồn năng lượng tích cực mọi nơi, mọi lúc cho chúng ta cũng như những người xung quanh. Đường link dẫn đọc sách luyện công miễn phí chúng tôi có gắn trên màn hình. Nếu quan tâm thì quý vị hãy truy cập để hiểu sâu hơn. Hy vọng quý vị sẽ không bỏ qua cơ duyên chân quý này, một môn khí công Phật gia với nhiều lợi ích. Bản tin ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.